Chào các bạn, yêu cầu của bài tập hôm nay là chúng ta phải đếm và in ra các số hoàn thiện của mảng một chiều các số nguyên, hay là chúng ta đếm và in ra các số hoàn thiện của cái dãy số nguyên nào đó. Vậy các bạn thấy là thế nào là một số hoàn thiện thì mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn cách để kiểm tra một số thế nào là số hoàn thiện rồi. Bây giờ mình chỉ nói sơ lại thôi, số hoàn thiện là số mà có tổng các ước của nó bằng chính nó là số hoàn thiện. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách đếm và in ra các số nguyên tố và mình cũng đã nói sơ qua về cách sử dụng hàm. Tuy nhiên ở video này mình sẽ vẫn nói lại một lần nữa, vì các bạn lưu ý với các bạn là nếu như không biết cách sử dụng hàm thì các bạn gặp hai cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là các bạn sẽ không thể nào làm các dạng bài tập về mảng một chiều mà đếm với một cái điều kiện nào đó, chẳng hạn là số nguyên tố, là số hoàn thiện, là số chính phương, vân vân, là một số gì đó vân vân. Thì nếu như không có biết cách sử dụng hàm và không biết cách sử dụng cái cách để truyền cái tham biến, cái giá trị vào hàm, thì các bạn sẽ không thể nào làm được cái dạng bài tập này. Mà nếu không làm được dạng bài tập này thì coi như là chúng ta không có nắm được kiến thức về lập trình. Tại vì mảng một chiều là một trong những cái bài tập đặc trưng của các ngôn ngữ lập trình. Rồi, như vậy bây giờ mình sẽ nói lại hàm là gì. Hàm là chương trình con, các bạn lưu ý nha, hàm chương trình con. Mà đã nói đến một chương trình thì chúng ta có thể khai báo biến, chúng ta có thể tính toán, chúng ta có thể làm như là một chương trình bình thường. Đấy. Tuy nhiên, hàm nó có một cái đặc điểm là nó có cho phép chúng ta trả về giá trị hoặc không trả về giá trị. Trả về giá trị nghĩa là khi chúng ta làm một cái công việc gì đó trong hàm thì chúng ta sử dụng câu lệnh return để trả về cái giá trị nào đó. Còn khi chúng ta sử dụng cái chữ void, cái từ khóa void trước cái hàm đó thì cái hàm đó có nhiệm vụ là thực hiện một cái công việc nào đó mà chúng ta yêu cầu. Chúng ta thực hiện in hay là chúng ta thực hiện làm một cái việc gì đó thôi, chứ không cần phải trả ra kết quả. Đó, nó khác so với chương trình bình thường là như vậy. Thì cách làm của bài tập này là chúng ta sẽ viết một cái hàm để chúng ta kiểm tra một số là hoàn thiện hay không. Và chúng ta sẽ sử dụng cái hàm đó để đếm và in các số hoàn thiện bằng câu lệnh for if kết hợp. Và chúng ta có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là chúng ta phải đếm nè, rồi chúng ta phải in ra các số hoàn thiện của cái dãy số nguyên đó. Ví dụ mình có một dãy số nguyên gồm 5 số là 28, 26, 24, 17. Thì các bạn thấy là chúng ta có hai số hoàn thiện trong cái dãy số nguyên này là số 28 và số 6. Các số còn lại không phải số hoàn thiện. Rồi, bây giờ các bạn xem, mình sẽ cho các bạn xem một cái chương trình con kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ. Đấy, nội một cái ví dụ như vậy không là cũng ra được một cái chương trình đó các bạn. Rồi, các bạn theo dõi nha. Bây giờ mình sẽ tô màu xanh ở cái hàm. Rồi, bây giờ các bạn thấy nè, cái tên hàm đó là KT chẵn. KT chẵn. Rồi, cái tham biến mà chúng ta cần truyền vào cái hàm này chỉ là một cái giá trị A kiểu số nguyên. Và cái kiểu trả về của cái hàm này là kiểu boolean. Đó, chúng ta phân tích những cái gọi là gì, gọi là cách để khai báo một hàm là như thế nào. Thứ nhất là cái hàm đó có giá trị trả về hay không. Như mình nói lúc ban đầu, nếu như nó có giá trị trả về thì nó trả về cái giá trị gì. Ở chỗ này các bạn phải suy nghĩ được tại sao ạ. Bây giờ các bạn muốn trả về giá trị true hoặc false thì các bạn sẽ yêu cầu chỗ này là chữ boolean, chữ bool. Còn các bạn cần trả về một cái giá trị cụ thể kiểu số nguyên thì cái này, chỗ này các bạn có thể là int, long int, unsigned int, vân vân. Còn các bạn cần trả về một cái giá trị kiểu số thực thì chỗ này có thể là lot, double. Còn các bạn cần trả về một cái sâu hay là một cái ký tự thì chỗ này là char hay là string. Đó, các bạn phải suy nghĩ được là cái hàm của chúng ta cần trả về giá trị gì để các bạn có thể đặt cái biến ở đây, cái kiểu dữ liệu ở đây cho nó hợp lý. Rồi tiếp theo sẽ là tên của cái hàm đó. Rồi tiếp theo sẽ là một dãy các tham số.
Tại sao mình gọi là dãy? Vì sao? Ở chỗ này các bạn có thể truyền nhiều cái tham số tùy vào cái hàm của các bạn làm cái gì. Các bạn lưu ý nha. Rồi, như vậy đây là một cái chương trình kiểm tra. KT là viết tắt của chữ kiểm tra chẵn, có nghĩa là kiểm tra một cái số A nào đó, người ta truyền vào một số nguyên A nào đó là số chẵn hay không. Vậy các bạn thấy một số là chẵn khi nó mod 2 bằng 0. Thì chỗ này chúng ta có câu if là nếu như A đây mod 2 mà bằng 0 thì chúng ta sẽ return true. Và các bạn nhớ là khi mà cái hàm mà gặp một cái giá trị return thì tất cả những cái câu lệnh phía sau nó đều không được thực hiện hết. Như vậy ví dụ mình nhập với mình truyền vô đây giá trị A là 6 mod 2 bằng 0, như vậy chúng ta return true. Như vậy là cái hàm KT chẵn này nó sẽ đưa cho chúng ta kết quả là true. Rồi ví dụ mình nhập giá trị là 5, truyền vô giá trị là 5 thì các bạn thấy 5 mod 2 không có bằng 0, như vậy chỗ này là false nè. Giá trị chỗ này false nè, false thì nó sẽ không return true mà nó sẽ vào câu else. Else thì là return false. Đấy, như vậy 5 là không phải giá trị chẵn. Đó. Đó là mấy cái hàm thôi. Rồi bây giờ chúng ta sử dụng trong chương trình chính như thế nào? Ví dụ trong chương trình chính mình có một cái biến B, mình sẽ gắn giá trị là 5. Rồi bây giờ mình sẽ vào câu if nếu như KT chẵn, mình truyền giá trị B vô. Vì ở đây giá trị B mình gắn là 5 cho nên thật ra chỗ này nó là số 5 nè các bạn. Đấy. Và các bạn lưu ý là ở chỗ này các bạn dùng cái tên hàm là như thế nào. Ví dụ KT in qua thì các bạn khi trong chương trình chính các bạn phải gõ cái tên y chang như vậy. Nếu như gõ sai nó phân biệt qua thường nha các bạn. Nếu như chỗ này các bạn gõ KT thường thì nó cũng sẽ báo lỗi, nó không có nhận được cái hàm nào mà KT chẵn cái chữ thường. Đấy các bạn lưu ý nha. Nghĩa là cái tên hàm màu xanh này mình chú ý nè là như thế nào thì vào chương trình chính các bạn phải gõ y như vậy. Rồi ở đây các bạn truyền một đối số, các bạn đừng có quan tâm chữ A chữ B, chỗ này chữ A mà chỗ này chữ B nó không quan trọng, miễn là sao nó cùng kiểu dữ liệu. Chỗ này các bạn B là kiểu INT thì các bạn truyền vô đây B là ok. Ở đây tại vì giá trị A là INT này. Mà chỗ này các bạn khai báo biến B là double mà các bạn truyền vô đây thì nó sẽ báo lỗi liền. Vì sao nó báo lỗi là chỗ này là cái biến tham số của nó phải là số nguyên mà các bạn lại khai báo cái biến B này là kiểu double cho nên nó sẽ báo lỗi liền. Đấy các bạn lưu ý. Còn chữ A, chữ B, chữ C gì đó không quan trọng. Đây các bạn lưu ý nha. Rồi như vậy nếu như ở đây giá trị 5 nè, 5 mà truyền vô đây thì nó sẽ đưa lên trên cái hàm này, nó kiểm tra giá trị 5 là ra return false. Mà nếu là false thì cái mệnh đề sao if không có thực hiện, chỗ này không thực hiện nè, thì nó sẽ thực hiện sao cái else, nghĩa là nó in là 5 là số lẻ. Đó, đó là cách để chúng ta sử dụng hàm kiểm tra một số là chẵn hay lẻ. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái code của cái bài tập này. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại, bây giờ mình sẽ phóng to cái hàm hoàn thiện mình đã viết. Mình nhắc lại, thực toán này giống y như cái chương trình kiểm tra số hoàn thiện. Các bạn không nắm được thì các bạn có thể quay lại xem cái video trong cái khóa học này. Rồi, bây giờ các bạn thấy nè, như mình đã nói, đã là một chương trình con. Đây, cái phần mình đánh dấu đây. Đã là một chương trình con thì các bạn có thể khai báo biến, các bạn sử dụng câu lệnh lập, câu lệnh if, vân vân và vân vân đều được hết. Rồi như vậy các bạn thấy đây là cái hàm hoàn thiện. Đây hoàn thiện, chỗ này mình thêm dấu xếp gạch để cho các bạn dễ đọc nha. Hoàn thiện và mình truyền một cái biến n kiểu số nguyên và giá trị của cái hàm này khi nhận được là bool, có nghĩa là true or false. Rồi trong cái chương trình con này, trong cái hàm hoàn thiện này, mình khai báo một cái biến s kiểu số nguyên. Cái biến s này để chi các bạn? Cái biến s này để tính tổng các ước của n. Các bạn lưu ý nha, cái chỗ câu for này các bạn phải để là y nhỏ mà n trừ 1 chứ không chạy tới n nha. Chạy tới n là sai, tại vì chúng ta chỉ tính đến giá trị n trừ 1, chứ nếu các bạn kể cái số đó luôn thì không có có chính xác được. Rồi rồi nếu như nào mất đây nghĩa là y là ước đó thì các bạn cộng cái tổng vào s. Rồi sau khi cộng xong thì chúng ta sẽ so sánh, nếu như s bằng với n nghĩa là chúng ta return true, số đó là số hoàn thiện. Còn nếu như không bằng thì chúng ta return false, số đó không phải số hoàn thiện. Bây giờ mình sẽ chạy một trường hợp là
số hoàn thiện và một trường hợp không phải là số hoàn thiện nhanh cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ ví dụ ở đây mình sẽ triền cái hàm hoàn thiện này số 5. Thì các bạn thấy S sẽ bằng 0, Y chạy từ 1 đến Y nhỏ hơn 4, 5 trừ 1 là 4, mỗi lần làm như vậy sẽ cộng lên 1. Bây giờ nếu như N mod Y bằng 0, nghĩa là 5, các bạn mod cho 1 5 mod cho 1 có bằng 0 hay không? Rồi như vậy các bạn thấy 5 mod 1 bằng 0, 5 nhân 1. Rồi như vậy các bạn thấy là S của chúng ta là bằng S cộng Y, nghĩa là S bằng 1. Đó, S bằng 1. Rồi trường hợp thứ hai, chỗ này đúng nè. Rồi trường hợp thứ hai, đây là lần lập thứ nhất. Lần lập thứ hai, Y tăng lên 2, 2 nhỏ hơn 4, đúng. 5 mod 2, 5 mod 2 thì các bạn thấy không có bằng 0, như vậy chỗ này là false. False thì S vẫn đang là 1. Rồi, trường hợp thứ 3, thứ 4, Y chang như vậy, nghĩa là 5 không có mod cho 2 được, không có mod cho 3 được, cho nên cuối cùng S vẫn là 1. Mà 1 thì các bạn thấy xuống đây là 1 có bằng 5 hay không? Không có bằng 5, cho nên chúng ta thì thanh 5 không phải là số hoàn thiện. Đó. Rồi bây giờ ví dụ ở đây mình truyền cho giá trị là 6. Rồi các bạn xem nha. 6 thì ở đây nó sẽ chạy đến Y nhỏ hơn hoặc bằng 5. Rồi. Đầu tiên 6 mod cho 1 có bằng 0 hay không? Đúng, như vậy S sẽ bằng 1. Tiếp tục, lần lập thứ hai của câu lệnh for là y bằng 2, 2 nhỏ hơn bằng 5, đúng. Đúng thì 6 mod cho 2, 6 mod cho 2 chia hết được, ok, cho nên true, cho nên S sẽ bằng S cộng cho Y, như vậy là 1 cộng 2 là 3. Rồi tiếp theo ở lần lập thứ ba, Y bằng 3, Y bằng 3, 6 mod cho 3 bằng 0, đúng cho nên là S sẽ bằng 3 cộng 3 là 6. Lần lập thứ 4, Y bằng 4, 4 nhỏ 5 đúng, 6 mod 4 không có bằng 0, cho nên là S chúng ta vẫn đang là 6, chỗ này phòn. Rồi lần lập thứ 5, Y bằng 5 cũng là lần lập cuối cùng nha các bạn. 5 nhỏ hơn 5 đúng, nhỏ hơn bằng 5 đúng, 6 mod cho 5 không có bằng 0 luôn, phone luôn, cho nên S cuối cùng ra 6. Thì khi S cuối cùng ra 6 thì các bạn thấy là vào cái câu if ở trong cái hàm nè, S bằng N, nghĩa là 6 bằng 6, như vậy chúng ta return true, 6 là số hoàn thiện. Đó, các bạn thấy đó là cái chương trình kiểm tra số hoàn thiện, và kết quả ra được là true or là false, true là đúng số hoàn thiện, false không phải số hoàn thiện. Rồi vậy sau khi hiểu được cái chương trình kiểm tra số hoàn thiện rồi thì các bạn mới vào cái chương trình chính. Thì chương trình chính là bao gồm phần nhập và phần xuất dãy số, chúng ta đã làm quen rồi. Bây giờ các bạn tập trung vô cho mình cái chỗ này. Đây là cái đoạn code mà chúng ta đếm các giá trị trong cái dãy số có bao nhiêu số là số hoàn thiện ở chỗ này. Rồi bây giờ mà các bạn quan sát, mình sẽ chạy cái chỗ đoạn code này nha. Bây giờ chúng ta có cái dãy số của chúng ta như thế này ở cái ví dụ. Rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chạy cái đoạn code này xem. Rồi đầu tiên
Lần lặp thứ nhất. Lần lặp thứ nhất là y bằng 0. Thì các bạn thấy là y nhỏ hơn n là 5, đúng. Rồi, vậy nó làm cái gì? If nếu như hoàn thiện. Các bạn lưu ý nha, chỗ này hồi nãy chúng ta thêm shift gạch rồi, cho nên chỗ này các bạn phải shift gạch vô đấy. Các bạn mà không thêm shift gạch là một hồi chương trình nó lỗi ngay. Rồi, bây giờ nếu như hoàn thiện, gọi cái hàm hoàn thiện, chúng ta sẽ truyền cái giá trị AI mà AI của chúng ta đang là 0, nghĩa là các bạn phải truyền vô giá trị A0, mà A0 của dãy số là số nào các bạn? Số 28 đó. Như vậy chỗ này là số 28 nè, trong máy nó sẽ hiểu chỗ này là số 28 nè. Rồi, như vậy các bạn thấy là khi nó truyền lên cái hàm hoàn thiện thì chúng ta sẽ nhận được số 28 là số hoàn thiện, là nó sẽ đưa ra giá trị là true. Khi true thì chúng ta sẽ làm gì các bạn? Rồi, khi mà cái hàm hoàn thiện nó ra giá trị true là đúng. Đúng như vậy các bạn thấy là đếm nó sẽ tăng lên 1, mới đầu đếm đang là 0, như vậy đếm cộng cho 1 là đếm bằng 1. Rồi tiếp tục ở lần lặp thứ 2. Ở lần lặp thứ 2 thì y sẽ bằng 1. 1 nhỏ hơn 5, đúng. Hoàn thiện thứ A mấy các bạn? A1. Mà các bạn thấy A1 của chúng ta là số 2. 2 không phải số hoàn thiện, cho nên nó sẽ ra false. False thì điểm vẫn đang là 1. Rồi, tiếp tục lần lặp thứ 3. Lần lặp thứ 3 thì chúng ta có y bằng 2, 2 nhỏ hơn 5, đúng. Hoàn thiện thứ A2. Như vậy các bạn thấy là A2 là 6, vậy 6 là số hoàn thiện nè, hồi nãy chúng ta có chạy rồi. Vậy điểm sẽ tăng lên 2. Rồi, lần lặp thứ 3. Rồi bây giờ lần lặp thứ 4. Y bằng 3. Bây giờ hoàn thiện nó sẽ gọi giá trị thứ A3 của dãy số là số mấy? Số 24. Thì 24 không phải số hoàn thiện. False thì đếm vẫn đang là 2. Tương tự lần lặp thứ 5, cũng là lần lặp sau cùng của câu lệnh for, thì y bằng 4, 4 nhỏ hơn 5, đúng. Hoàn thiện thứ A4, chúng ta sẽ gọi hàm hoàn thiện và đưa vô giá trị thứ A4 là 17. 17 không phải số hoàn thiện, cho nên đếm vẫn là 2. Như vậy cuối cùng nó sẽ ra được là đếm là giá trị 2, có 2 số hoàn thiện là. Rồi sau đó các bạn sẽ in ra các số hoàn thiện đó, thì quá trình in cũng hoàn toàn tương tự. Chúng ta sẽ thực hiện y chang như quá trình chúng ta đếm, nhưng mà thay vì cái chỗ đếm các bạn cộng lên thì cái chỗ đếm này chúng ta sẽ thay thế thành in ra cái giá trị đó. Và chỗ này chúng ta sẽ in ra được số 28 nè. Rồi, chỗ này không in được false nè, cái chỗ nào false thì nó sẽ không in. Rồi chỗ này true nè, số A2 là 6, vậy nó sẽ in được số 6. Còn các trường hợp còn lại false hết, cho nên nó in ra được hai giá trị là 28 và 6. Rồi bây giờ chúng ta chạy cái chương trình này xem nha. Năm 28 2 6 24 17. Rồi các bạn thấy các số vừa nhập, rồi có hai số hoàn thiện là 28 và 6. Các bạn thấy chương trình chạy rất là nhanh và chính xác. Rồi, như vậy ở video vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta đếm và in ra các số hoàn thiện của một dãy số nguyên, và chúng ta đã biết cách để chúng ta sử dụng hàm kiểm tra số hoàn thiện vào cái chương trình để chúng ta kiểm tra đếm và in các số hoàn thiện của cái dãy số nguyên đó. Ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta đếm và in ra các số chính phương của một cái dãy số nguyên. Rồi, video của mình đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.